Bạn mới bước chân vào môi trường làm việc mới, vô cùng mong muốn thể hiện bản thân, nhưng sự thiếu chuyên nghiệp trong cách sắp xếp công việc đã khiến bạn luôn trông có vẻ bận rộn. Bạn là một nhà quản lý cấp trung, mong muốn trang bị các kỹ năng mới, quản lý đội nhóm để tự tin dẫn dắt đội ngũ của mình lên một tầm cao mới, nhưng lo sợ vì chưa có nhiều kinh nghiệm. Hay đơn giản là một sinh viên mới ra trường, đam mê kinh doanh, khởi nghiệp và mong muốn học hỏi, nắm vững các kỹ năng quản lý công việc hiệu quả để tự tin hơn trong những môi trường chuyên nghiệp cũng như xây dựng cho mình một kế hoạch kinh doanh bài bản. Dù là ai đi chăng nữa thì những trăn trở của bạn hoàn toàn hợp lý, nhất là trong xã hội hiện đại, nơi mà mọi vật, mọi việc liên tục đổi mới và yêu cầu toàn diện hơn ở mỗi cá nhân. Nếu cứ mãi trì hoãn, thiếu tập trung và không tìm ra giải pháp, bạn sẽ sớm bị đào thải. Vậy hãy thử dành 20 phút mỗi ngày, 20 phút để thay đổi cách quản lý và sắp xếp công việc, 20 phút để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình qua bộ sách 20 Minute Manager, cẩm nang chinh phục mọi kỹ năng làm việc này nhé. Bộ sách được chắt lọc và tổng hợp từ những kiến thức quản trị sâu sắc, tinh túy mà trường đại học Harvard danh tiếng thế giới đang nghiên cứu và giảng dạy. 20 Minute Manager được biên soạn ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm của những vấn đề luôn khiến các nhân sự thuộc mọi cấp bậc, vị trí phải đau đầu suy nghĩ tìm hướng giải quyết như quản lý thời gian, dự án, lập kế hoạch kinh doanh, phân tích tài chính hay xây dựng kỹ năng thuyết trình, phản hồi, hội họp hiệu quả cho tới quản lý dự án và thậm chí là quản lý sếp. Với bộ đôi cuốn sách Làm chủ thời gian và Giải quyết mọi việc, bạn sẽ học được cách lên kế hoạch giải quyết mọi công việc trong quỹ thời gian có hạn mỗi ngày. Cuốn sách thứ 3, Thuyết trình hiệu quả, mang đến cho bạn cái nhìn bao quát về kỹ năng thuyết trình, gồm cách thu thập xử lý thông tin, công cụ hỗ trợ, cách diễn đạt, tạo thông điệp ấn tượng và cả cách xử lý câu hỏi của thính giả. Chỉ với 20 phút mỗi ngày, cuốn Ủy thác công việc sẽ giúp bạn giải quyết khó khăn khi quá tải công việc và phân công công việc hiệu quả cho cấp dưới. Một kỹ năng vô cùng quan trọng khác trên hành trình trở thành một nhà quản lý tài ba đó là kỹ năng phản hồi. Có khá nhiều người e ngại kết quả của việc phản hồi. Dẫu vậy, trong thực tế, nếu cứ lo sợ các tình huống xấu xảy ra, thì bạn sẽ không thể tạo ra những cuộc đối thoại tích cực, hiệu quả. Và cuốn sách này chính là những gì bạn cần để vượt qua những trở ngại, chuẩn bị và xử lý các buổi thảo luận, phản hồi sao cho hiệu quả nhất. Cuốn sách thứ 5 là Hội họp hiệu quả, giúp bạn nắm bắt được những kiến thức cơ bản để tổ chức một cuộc họp, từ khâu chuẩn bị, chủ trì cho tới bám sát cuộc họp và cách ứng biến trước các tình huống xấu hay bất ngờ cũng được tổng hợp và trình bày cụ thể trong cuốn sách này. Tuy lượng kiến thức không đủ để biến bạn trở thành một chuyên gia tài chính, nhưng cuốn sách phân tích tài chính này sẽ giúp bạn nắm được các thuật ngữ tài chính, hiểu được loại báo cáo tài chính quan trọng, từ đó có thể đo lường, so sánh và cân nhắc về sức khỏe tài chính, rủi ro tài chính, cũng như tự đánh giá được lợi ích và hiệu quả công việc dựa trên ngân sách đã phân tích. Lập kế hoạch kinh doanh, không quá tập trung vào các kế hoạch giấy mực tràn ngập các con số. Cuốn sách chỉ ra những điều bạn cần và cấu trúc ngắn gọn, dễ nắm bắt của một bản kế hoạch kinh doanh hoàn hảo, đồng thời cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quát và hướng đến tương lai, cũng như nắm bắt các thông tin kinh doanh có giá trị để tự dự đoán và kịp thời phản ứng trước những thách thức khó lường. Quản lý dự án và quản lý sếp là hai cuốn sách cuối cùng nằm trong bộ cẩm nang 20 Minute Manager. Đến với quản lý dự án, bạn sẽ hiểu được điều gì làm nên một dự án, các bước quản lý và giai đoạn cụ thể của dự án để từng bước hoạch định và triển khai hiệu quả. Học cách nhìn nhận vấn đề và đánh giá ưu nhược điểm không chỉ của bản thân mà của cả đội ngũ dự án giúp bạn tạo nên một dự án thành công. Khi nghe đến thuật ngữ quản lý sếp, hẳn sẽ có không ít người nghĩ tới các chiêu trò hòng lấy lòng sếp hay thậm chí thao túng trắng trợn. Thật may, quản lý sếp không phải thế nếu bạn làm đúng cách. Hiểu đơn giản, quản lý sếp chính là tiếp cận cấp trên của bạn một cách có chủ đích vì các mục tiêu mà cả hai bên đều quan tâm. Mục đích cuối cùng chính là tạo ra một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Mọi điều này đều được chỉ rõ trong cuốn Quản lý sếp. 10 cuốn sách, 10 cẩm nang bỏ túi không thể thiếu, dành cho không chỉ các nhà lãnh đạo mà còn cho mọi nhân viên với mong muốn theo đuổi đỉnh cao sự nghiệp hay các bạn Gen Z với đam mê và ý định startup. Bên cạnh việc cung cấp các kiến thức thông qua các ví dụ dễ hiểu, các câu hỏi tự đánh giá bản thân hiệu quả, 20 Minute Manager còn cung cấp các nguồn tham khảo từ sách, báo,
blog cùng chủ đề tại phần cuối mỗi quyển sách, giúp người đọc có cái nhìn chuyên sâu hơn nếu muốn nghiên cứu kỹ về một vấn đề cụ thể. Hãy dành 20 phút mỗi ngày để bạn nắm vững những kiến thức trong sách và áp dụng ngay những gì đã học vào thực tế hàng ngày để đạt được những đỉnh cao mới. Trạm đọc xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả cuốn sách bổ ích này.